Bây giờ phải em. Em tên họ gì? Em tên là Hoa. Hoa. Em ở đâu? Em ở Minh Trần. Rồi. Dạ. Sao nữa? Em sách nặng hai vai này rất là nhiều năm rồi. Bây giờ thỉnh thoảng nó rất là đau. Mà buổi tối thì em cứ hay dán cao khoảng 5 năm nay rồi. Cứ dán thì nó khỏi, mà hết dán thì nó lại đau. Bây giờ nó đau xuống lưng khoảng chắc độ 3-4 ngày hôm nay. Thì em có một cái đèn chiếu, một cái chiếu thì nó hiện nó đỡ, mà không có chiếu thì nó lại bị đau. Hôm nay không có chiếu và là vì lý do hôm nay có người bạn thân giới thiệu hôm nay nên đây để thầy chữa bệnh thì giúp cho. Và hai cái đầu gối này thì nó bị khô cách đây khoảng mười mấy năm rồi. Nhưng mà cứ đi bác sĩ thì nó chỉ tiêm cho ba cái mũi mà chất nhờn vào chân. Thì cứ hết tiêm thì được khoảng vài năm thì nó lại bị. Nhưng khoảng độ 6-7 năm nay nữa không có tiêm nữa. Thì cứ uống thuốc điều trị hàng ngày thì nhưng mà ngồi xuống đứng dậy có khó chịu không? Ngồi được, không ngồi được. Rồi ngồi lại thử coi. Không được rồi, em ngồi làm chết luôn. Không, chết thì ráng chịu, lên lần đó. Bây giờ ngồi, đây ạ. Không, lên lần kia, đi tới lần kia. Tới nữa, tới thuốc kia kìa. Tới thuốc kia nè. Đó. Đứng ở đó. Đó, rồi, quay lại, rồi ngồi xuống đi. Bây giờ ngồi. Ngồi xuống. Ngồi được cỡ nào là hay cỡ đấy. Đó, nữa. Tới đó thôi. Vậy là thôi. Rồi, được rồi. Là cái chuyện của chị á, là đau lưng rồi đau vai rồi phải làm chiếu đèn hồng ngoại rồi chị dán salon bát rồi tất. Thì tất cả cái đó đều phải dùng nóng thì nó mới giãn được cái mỡ mạch. Thì chỉ có một cái tắc mỡ mạch ở chung quanh ngoại vi, không đáng kể. Cái điều quan trọng ở đây á, là chị sẽ phải chườm đá. Mọi người thấy đúng không? Chườm đá là chị này sẽ khỏi ngay. Em có mua 4 viên rồi ạ. Đó thì đó, nhưng mà không có chườm. Mới mua. Chưa có chườm, nhờ qua chị mua hôm nay mua. À rồi, thì bây giờ chườm nóng ở vùng gan chút xíu, bạn bè đi. Ở đây bây giờ kỳ thủ hết rồi. Thì mọi người sẽ hướng dẫn cho chườm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà mình chườm đá xong ấy, thì có một cái thuận lợi cho cô ấy, là ở đây ấy, những cái loại mà dị ứng qua quả rồi nó sẽ khỏi. Và tôi muốn cái chút xíu ấy, là cô phải ngồi xuống đứng dậy dễ dàng. Cái thứ hai là năm sau đến đây báo cáo cho biết là rất phấn khởi và cái bụng này nó gọn gàng lại. Rồi. Cảm ơn bây giờ ai đảm nhận trường hợp này thanh niên nha, không có nữ làm được đâu. Hãy làm nhé, mình nhé thôi. Bây giờ thôi thở một lần cho nó ra hết là cái bụng nó hết. Anh thấy không ổn thanh niên đây, có hiểu không? Đến nước đấy má. Ngồi xuống đứng dậy. Tự tin lên. Rồi. Được bao nhiêu nữa? Ngồi nhúng nhúng. Ngồi là ngã. Nhưng mà vậy là ok rồi phải không? Rồi. Giờ đứng dậy. Là chị ta bước tới đây đi. Rồi. Hồi sáng giờ chữa chị là thấy sao rồi? Dạ đỡ, tương đối rồi ạ. À? Rồi tương đối rồi hả? Riêng cái ngồi xuống đứng dậy là thấy hai chân nó dễ chịu á. Dạ, nhẹ nhàng hơn và sâu hơn rồi ạ. Rồi, ngồi vậy rồi. Dạ. Thôi, cảm ơn chị. Dạ. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.